Chữ gì đây? Chữ gì? Chữ ông. Đúng rồi. Chữ gì? Đúng rồi, chữ kem. Chữ gì nhỉ? Ừ, đúng rồi, chữ hư. Đúng rồi, chữ taxi. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, chữ bạn. Chữ gì đây? Đúng rồi. Chữ gì đây nhỉ? Đúng rồi, chữ cô. Chữ gì đây con? Chữ gì nhỉ? Đúng rồi, chữ chị. Chữ gì đây? Đúng rồi, ô tô. Chữ gì đây? Đúng rồi. Ngồi trật tự nào. Chữ đây cơ mà. Đây cơ mà. Đúng rồi, xe cẩu. Chữ gì đây nhỉ? Đúng rồi, chữ mẹ. Chữ gì đây? Đúng rồi, alo.